Chị biết đẹp nhất của người Việt Nam là chị tình nhiều. Ít đào chị là có tình hơn đó. Nhưng mà chính cùng nhau luôn luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh, chia vui sẻ buồn đó. Khó khăn cùng có nhau, hạnh phúc cùng có nhau. Thì cái tình đó nó sẽ trở thành rất sâu đậm, trở thành một cái nghĩa rồi. Chỉ có tình mà không có nghĩa, nó không có lâu dài, phải không? Cho nên mình đối với chính mình có tình có nghĩa, bởi vì trong mình đầy đủ tổ tiên, ông bà, cha mẹ từ bao nhiêu đời. Cho nên mình biết chăm sóc mình có tình có nghĩa chính mình này. Có tình với tất cả bao nhiêu thế hệ tổ tiên trong mình, với tất cả đất trời nữa, đất trời cũng có trong mình mới có mặt ở đây. Cho nên mình sống trọn vẹn nghĩa tình, tức là lúc nào cũng có mặt cho nhau, không bao giờ bỏ nhau. Tôi nghĩ là nếu mà giả sử mà đêm cái năm đó mà anh không đi về Việt Nam ăn Tết, em thì lại không đi qua bên kia để ăn đám cưới. Nếu như mà đợt đó ở Đài Loan không có dịch, hai đứa mình không đổi ghế ngồi chung với nhau trên một chuyến bay, ngồi bắt đầu ở một nơi rồi transit ở một nơi, rồi nếu mà hôm đó mà anh kéo vali anh đi luôn, anh không quay lại rủ em đi ăn tối, nếu mà có rất nhiều chữ nếu thì chắc anh và em cũng không có ngồi ở đây ngày hôm nay. Từ đâu đó anh nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có cái ngày mà hai đứa mình về chung một nhà. Trên môi chỉ mong là tụi con là một điều duy nhất là dù công việc nó có bộn bề như thế nào đi chăng nữa thì tụi con cũng ráng sắp xếp dành chút thời gian để lo chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Và chúc cho tụi con 100 năm hạnh phúc. Em nguyện sẽ nắm chặt tay anh, đồng hành cùng anh trong chặng đường sắp tới. Chắc chắn là nó sẽ có cả thăng và cả trầm. Tụi mình sẽ luôn cố gắng cùng nhau nuôi dưỡng thế hệ tiếp nối là con cái, cả việc phụng dưỡng cha mẹ hai bên sau này. Em nguyện sẽ là phiên bản tốt nhất có thể trong mỗi giây phút ở bên cạnh anh. Cảm ơn anh. Con đã trưởng thành và xây dựng cái mái ấm gia đình, thì từ giờ các con đã trở thành một cái mái nhà. Do vậy mà các con phải cố gắng để chung sống như thế nào để hòa hợp. Bên cạnh cái niềm vui của bố mẹ, đó chính là từ nay các con đã có một mái ấm gia đình riêng. Và trong cái cuộc đời để mà có con trải nghiệm trên đường đời thì nó sẽ còn nhiều cái gian truân. Do vậy các con phải tự nhủ và dẫn thân vào. Và cũng may mắn hữu duyên ngày hôm nay bố mẹ cũng đã chứng kiến cái buổi lễ hằng thuận này, và là các con đã đầy đủ trong cái trường đời này rồi.
cho thiền thượng bố mẹ, cũng một lần nữa xin chúc phúc cho các con. Nhiều thứ, nhưng mà 7 tỷ người ngoài kia thì anh nghĩ cũng không ai giống ai hết. Thậm chí là anh em sinh đôi chưa chắc đã hợp nhau hoàn toàn. Anh biết trong cuộc sống thì cũng có nhiều lúc mình cũng có những cái lúc mà bị áp lực cuộc sống, khó khăn hay là khó chịu gì đó. Thì anh chỉ hy vọng là trong những lúc đó thì mình luôn nhớ lại mình bắt đầu như thế nào, cái duyên đưa mình đến như thế nào, nó khó khăn như thế nào thì mình mới được có ngày hôm nay, để mình tiếp tục vượt qua những cái khó khăn đó, để mình bước tiếp cái con đường mà mình đang đi. Như anh vẫn hay nói với em á, Promised Land, cái vùng đất mơ ước mà mình vẫn muốn đi. Con cái của mình, chăm sóc cho ba má bố mẹ, những cái giá trị mà anh nghĩ là anh và em rất là may mắn chia sẻ mà bố mẹ hay ba má đã truyền lại cho tụi mình cho tới ngày hôm nay. Anh yêu em.